Mình đang để cái hướng vừa đấy là hướng 10 giờ, bây giờ mình cho xuống 9 giờ. Mình xin giới thiệu với anh em, đây là một con âm ly karaoke của Hàn Quốc nội địa nhá anh em nhá. Hàng xịn của Hàn Quốc, có model là Never RQ6200G. Con này nó sử dụng 8 con sò than, công suất của nó là 800W. Nó chơi được 2 cặp loa anh em ạ. Anh em có thể chơi được 2 cặp loa boss nhá anh em nhá. Đây mình đang chơi một cặp. Này là một cặp của TLX 16 và kia là một cặp của Boss 2.2. Đây là mình đang chơi hai cặp. Bây giờ ví dụ mình giảm cái cặp này đi. Đấy mình đang chơi, mình tăng cái cặp này lên. Đấy là mình đang chơi cặp loa Boss 2.2. Anh em không nghe tiếng loa này kêu thôi nhá. Boss 2.2 đang kêu. Bây giờ mình không chơi cặp này nữa nhá. Mình không chơi cặp này nữa này. Anh em tìm đâu? Mình cho cặp này lên tiếng này. Mình tăng volume của nó lên. Đấy. Bây giờ mình cho cả hai cặp lên này. Đấy. Anh em chơi 4 cặp được, 4 cặp bát 20. Anh em có thể di chuyển cái cặp này để bất cứ chỗ nào, một cặp ở bất cứ chỗ nào và một cặp ở gần. Anh em điều chỉnh qua cái này là nó sẽ cân đều hết tất cả 4 quả loa của anh em. Nó có ai ở đấy. Và đây nó có 4 đường cổng music vào cho anh em chơi. Đây là mình đang chơi cổng 12 và music 34 mình không chơi. Tăng biên độ ở music này anh em này, đấy. Và nó có chỉnh ba lăng này. Fake này. Cái fake này cũng hay này anh em này. Và đây là cái bass này. Mid này có cả chỉnh mid nhá anh em nhá. Và chỉnh chép này. Đấy, nó rất hay cái chỗ đấy. Còn nó có hai cổng mic và một cổng echo vang nhại để cho anh em hát. Lời ca bay bổng lắm. Giá là 7 triệu anh em nhá, bao ship tận nhà cho anh em. Giá rất êm cho một con Omni Karaoke Hàn Quốc xịn Level RQ6200G. Anh em nào yêu đôi này thì yêu Omni này thì alo cho mình. Và đây mình xin giới thiệu đây anh em một đôi boss 2.2 bát 16 màn giấy chiều xin tím hoang biên gân vải nón vải để đây. Mình tôi khóc chuyện hoa gì cùng bách còn vô vắn các tiếng loa xin xịn hết củ vàng óng luôn để chiều. Và đây là cái căng xịn của nó, tím hoang biên biệt đây là căng lưới vải cũng như anh em có thể tập dụng được. Khóc chuyện nó có độ nhám anh em nhá. Thùng bách của loa rất là đẹp. Đây là chiếc bên này 4,5 triệu cho đôi boss 2.2 bao ship tận nhà cho anh em. Và đây là một đôi JBL TLX 16 6,2 triệu anh em nhá. Anh em nào yêu món nào thì alo cho mình. Đến với kênh của mình cho mình xin một đăng ký kênh anh em nhá. Em con anh nơi tiền tuyến những đêm
qua chất âm của GBN phối hợp với Lobot, tiếng rất hay anh em ạ. Anh em yêu sản phẩm nào thì liên hệ cho mình, đến với kênh của mình cho mình xin một lúc đăng ký kênh anh em nhá. Xin chào tạm biệt anh em.